Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã đến với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo đồng giá sẽ là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Quý chị mua từ hai sản phẩm trở lên giá sẽ còn là 150k và toàn bộ sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên xin được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo họa tiết kẻ, tông màu chủ đạo của mình là tông màu xanh than. Em này sẽ có mã là A704, chiều dài là bộ 64, ngang là 50 và vai là 45. Size của áo của mình thì sẽ là size M, cho quý chị có cân nặng xung quanh từ 60 đến 65kg các bác có thể lựa chọn em này. Nhìn chung thì những sản phẩm áo polo sẽ là những cái sản phẩm rất là hữu ích cho quý chị để các bác sử dụng trong mùa hè năm nay. Nó vừa lịch sự này, vừa nhã nhặn lại vừa trẻ trung năng động, để các bác có thể là vừa mặc đi làm hoặc là mặc đi chơi hoặc là các bác mặc hàng ngày, nó đều rất là ok. Em này thì chất liệu sẽ là chất vải cốt tông này, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã sản phẩm là A704, độ mới thì cũng rất là cao luôn. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ có mã là A705, chiều dài là 64, ngang là 51 và vai là 41. Size áo của mình cũng là size M. Ngày hôm nay thì sẽ đủ size từ size M lại đến những size rất là lớn như là size 3XL, 4XL cũng vẫn có luôn, để dành cho các bác nào chúng ta big size cần cái size lớn thì các bác có thể là ở lại theo dõi phiên live ngày hôm nay. Và em này thì sẽ là thiết kế phối màu cũng rất là đẹp luôn, nó sẽ là thiết kế màu ghi phối màu trắng này. Bác nào yêu thích những cái tông sáng màu, những sản phẩm trẻ trung năng động thì có thể lựa ngay em này. Lại gần một chút để quý chị có thể là coi cận chất sản phẩm, em này cũng rất là mới luôn, một thiết kế rất là đẹp để các bác lựa mặc đi chơi đi làm trong mùa hè năm nay. Mã A705. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế áo với tông màu kem, mã sản phẩm là A706, chiều dài là 65 và sau là 67, ngang là 50 và vai sẽ là 43. Sản phẩm của mình cũng là size M, dành cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form suông, rộng rãi thoải mái, nên là bác nào có bụng hơi lớn một chút các bác vẫn có thể là bon chen được luôn. Mặc lên nó rất là đẹp này, rất là gọn gàng cho mình. Và đặc biệt là với những cái thiết kế suông chơi đơn giản không có họa tiết gì thì các bác sẽ rất là dễ để chúng ta phối đồ luôn. Còn về chất liệu, nhà sành Đồ Si bao chất cho mình toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay, chất liệu rất là đẹp. Em này sẽ có mã là A706. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo với tông màu đỏ. Cho bác nào mà yêu thích những cái tông màu nổi bật thì các bác có thể lựa cho em này. Đây là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Nike. Nike là một thương hiệu thời trang thể thao lớn nhất trên thế giới này. Bác nào mà yêu thích những dòng sản phẩm của nhà Nike thì có thể lựa cho em này. Mã sản phẩm là A707, chiều dài là 72 và sau là 74, ngang là 49 và vai là 43. Em này thì cũng là size M luôn, thiết kế form suông rộng rãi thoải mái, và cái sản phẩm của mình thì cũng không có quá nhiều họa tiết gì ở bên trên. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là những cái sản phẩm thiết kế tông màu tối giản để các bác có thể lựa mặc đi chơi đi làm. Một con áo rất là trẻ trung và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự. Mã sản phẩm là A708, chiều dài là 67, ngang là 49 và vai là 42. Em này cũng là size M luôn, để cho các bác chúng ta coi kỹ hơn cái phần thiết kế cổ áo cũng như là túi áo này, làm rất là đẹp, có những cái thiết kế cách điệu rất là trang, nó trang trí rất là đẹp luôn. Đó, các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát kỹ một chút. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Em này có mã là A708, độ mới của sản phẩm rất là cao. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một thiết kế áo với tông màu xanh than, và mã của sản phẩm là A709, chiều dài là 66 và sau là 71, ngang là 51 và vai sẽ là 50. Em này có size M. Bác nào mà yêu thích những cái thiết kế nó đơn giản hơn thì có thể là lựa cho em này. Cái sản phẩm của mình nó không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Mình sẽ có một cái túi vuông nhỏ ở trước ngực áo này. Chất liệu thì nó sẽ là cái chất vải rất là dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình, nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị chất liệu là chất vải thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, để các bác có thể là lựa chọn chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã sản phẩm sẽ là mã A709 này. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế áo họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm là A710, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai sẽ là 44. Em này cũng là size M, và cái sản phẩm của mình nó rất là hay ở chỗ là cái phần cổ áo nó sẽ là thiết kế khóa kéo này. Những cái thiết kế khóa kéo như này rất là thuận tiện để cho các bác chúng ta sử dụng. Cái họa tiết kẻ ngang thì nó cũng là cái họa tiết cơ bản rồi, rất là dễ dàng để cho các bác có thể là lựa chọn mình phối hợp với các cái trang phục khác nhau. Chất liệu của sản phẩm thì nó sẽ là chất vải cốt tông, và độ mới của sản phẩm cũng rất là cao luôn, nên là bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với
nhà sành Đồ Si MA710. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo đến từ nhà Uniqlo, một thương hiệu thời trang của Nhật Bản rất là nổi tiếng này. Và những dòng sản phẩm của Uniqlo bao giờ họ cũng thiết kế rất là tối giản để quý chị có thể dễ dàng chúng ta sử dụng trong rất là nhiều các trường hợp khác nhau. Mã sản phẩm sẽ là A711, chiều dài là 68, ngang sẽ là 49 và vai là 40. Em này cũng là size M. Form dáng của sản phẩm này thì nó sẽ hơi ôm một chút nên là các bác chúng ta mặc lên nó sẽ rất gọn gàng. Đây là một cái sản phẩm rất là thích hợp để quý chị có thể lựa mặc đi chơi đi làm. Bác nào yêu thích tông màu xanh rêu thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này của nhà Uniqlo. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng lại là một thiết kế với tông màu xanh than và nó sẽ là cái thiết kế suông trơn đơn giản, một sản phẩm đến từ thương hiệu ASICS. ASICS thì cũng là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản luôn. Chúng ta có logo và tên của thương hiệu được thêu rất là nét ở trước ngực áo này. Mã sản phẩm sẽ là A712, chiều dài là 67, ngang là 52 và vai là 46. Sản phẩm của mình cũng là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa cho em này. Các sản phẩm áo polo ngày hôm nay rất là đẹp luôn, nhà sành Đồ Si đã tuyển chọn xử lý rất là kỹ càng để giới thiệu đến quý chị, nên là hy vọng các bác chúng ta không bỏ lỡ các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ có mã là A712. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một sản phẩm tông màu xanh rêu, mã sản phẩm là A713, chiều dài là 68, ngang là 50 và vai sẽ là 43, size M. Và cái tông màu xanh rêu này thì cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta rất là yêu thích, lựa chọn sử dụng rất là nhiều, vì đây là cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung này và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Đặc biệt em này thiết kế phối màu cổ áo cũng rất là đẹp, một sản phẩm cực kỳ nhã nhặn lịch sự để các bác có thể lựa em này chúng ta mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm là A713 với chất vải cốt tông này, thấm hút mồ hôi rất là tốt để quý chị có thể là yên tâm lựa chọn em này chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế áo với tông màu xanh than. Em này thì sẽ là có các thiết kế đường viền cổ và tay áo này. Mã sản phẩm là A714, chiều dài là 65, ngang là 48 và vai là 42. Em này thì cũng là size M luôn. Đó, các bác nào mà yêu thích sản phẩm này cũng như là vừa bạn với sản phẩm thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình. Nhà sành Đồ Si đã ghim lên rất là cẩn thận và đầy đủ để quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và thông số thì có thể nó sẽ sai lệch khoảng 1-2 cm do là nhà sành Đồ Si đo thủ công, nhưng mà điều đó cũng không đáng kể đâu, vì là mấy cái sản phẩm áo polo này rất là dễ sử dụng thôi. Chênh lệch 1-2 cm nó cũng không quá là khó để các bác chúng ta có thể là vừa bạn được. Nên là các bác chúng ta cứ cân nhắc lựa chọn những cái sản phẩm nào mà nó thích hợp nhất với cái số đo cơ thể của mình. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ có mã là A715, chiều dài là 68, ngang là 57 và vai là 43. Em này sẽ là size M này, một thiết kế của thương hiệu Ken. Một cái em này thì nó sẽ là thiết kế đường viền cổ áo này, thiết kế viền trắng cũng rất là đẹp. Một con áo cũng vừa trẻ trung năng động lại vừa nhã nhặn lịch sự. Các bác lựa em này mặc hàng ngày hoặc mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Form dáng của mình thì sẽ là thiết kế form suông, rộng rãi, thoải mái và độ mới sản phẩm rất là cao luôn. Chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm, nhà sành Đồ Si bao chất toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay cho quý chị, chất liệu rất là đẹp. Mã sản phẩm là C715. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con áo với tông màu đen. Đây là một thiết kế của nhà Uniqlo, mã sản phẩm là A716, chiều dài là 63, ngang là 50 và vai là 43. Em này thì cũng là size M. Tông màu đen thì nó là cái tông màu truyền thống rồi. Bác nào mà yêu thích những sản phẩm thiết kế tối giản thì có thể lựa cho em này mã A716. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo họa tiết kẻ ngang. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Columbia. Chúng ta có logo của thương hiệu rất là đặc trưng này, hình ảnh một chú gấu vàng. Mã sản phẩm sẽ là A717, chiều dài là 61, ngang là 47 và vai là 43. Em này có size M. Và bác nào yêu thích những cái thiết kế trông nó trẻ trung năng động một chút thì có thể là lựa chọn cái sản phẩm này của nhà Columbia. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế với tông màu xanh than và nó sẽ là cái kiểu màu muối tiêu. Mã sản phẩm sẽ là A718, chiều dài là 67, ngang là 47 và vai là 41. Sản phẩm của mình cũng là size M luôn, một cái túi rất là xinh ở trước ngực áo này. Bác nào mà có cân nặng xung quanh khoảng là 60-65 kg thì cứ yên tâm lựa cho em này. Chất liệu thì sẽ là cái chất vải rất là hợp lý để quý chị chúng ta sử dụng trong thời tiết mùa hè. Em này độ dày dặn nó vừa khoảng thôi, mặc lên nó vẫn đảm bảo cho các bác là lên đúng form dáng của sản phẩm, nhưng mà nó lại có cái độ thấm hút mồ hôi rất là tốt để các bác sử dụng trong thời tiết rất là nắng nóng của mùa hè năm nay. Mã sẽ là A718. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Eddie Bauer. Đây là một sản phẩm áo polo tông màu trắng với những cái họa tiết kẻ ngang ở mặt dưới của áo này. Mã sản
sản phẩm là A719, chiều dài là 67, ngang là 49 và vai là 39. Sản phẩm của mình cũng là size M luôn. Quý chị nào yêu thích những cái tông xám màu, những sản phẩm thiết kế trẻ trung năng động thì có thể là tham khảo cái sản phẩm này của nhà SD Bauer, một thiết kế với độ mới rất là cao. Tông màu chủ đạo sẽ là tông màu trắng và mã sản phẩm sẽ là A719. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo polo với chất vải thể thao và cái chất liệu của mình nó sẽ là cái chất có độ co giãn này. Tông màu chủ đạo sẽ là tông màu xanh dương, mã A720, chiều dài là 63, ngang là 48 và vai là 43. Em này cũng là size M luôn. Các bác thường mặc size M hoặc là quý chị có cân nặng xung quanh khoảng 60 đến 65 kg thì có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chất thể thao các bác yên tâm giặt giũ thoải mái này, cũng không lo chất liệu của mình nó bị bay bị nhão. Đây là cái chất liệu có độ bền cực kỳ cao luôn. Mã sẽ là A720. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một sản phẩm áo polo tông màu đỏ cho quý chị nào chúng ta yêu thích những sản phẩm có tông màu nổi bật thì các bác có thể lựa chọn em này. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Guess. Cho các bác chúng ta coi cái phần logo của thương hiệu Guess này. Đây là một thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm là A721, chiều dài là 73 và sau là 74, ngang là 50 và vai sẽ là 43. Em này là size M và cái form của em này thì mặc lên nó sẽ hơi ôm một chút, mặc cực kỳ gọn gàng luôn. Bác nào yêu thích tông màu đỏ thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này của nhà Guess này, sản phẩm chính hãng của thương hiệu Guess luôn. Mã A721, độ mới rất là cao. Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm tông tối mỏng. Em này là một sản phẩm của nhà Dunlay. Mã sản phẩm là A722, chiều dài là 73, ngang là 49 và vai là 46. Sản phẩm này sẽ có size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Đặc biệt là bác nào yêu thích những sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều họa tiết ở bên trên sản phẩm thì các bác lựa em này là sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Mã A722, một thiết kế rất là dễ mặc, dễ dùng và dễ để cho các bác chủ tập phối đổ với các cái trang phục khác nhau. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo chất vải thể thao với tông màu ghi. Mã sản phẩm là A723, chiều dài là 70 và ngang sẽ là 50. Em này thì là size L này, các bác từ 65 đến 70kg là có thể lựa chọn. Quý chị nào yêu thích tông màu ghi thì lựa em này cũng rất là đẹp luôn, mặc trong thời tiết mùa hè rất là mát này. Chất liệu nó sẽ là chất vải không nhăn. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo polo với tông màu ghi luôn. Em này tông màu rất là trẻ trung và cái họa tiết của mình nó sẽ là họa tiết kẻ ô vuông. Mã sản phẩm là A724, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai là 45. Em này có size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg chúng ta lựa chọn. Có những sản phẩm áo polo rất là đẹp luôn và đặc biệt ngày hôm nay còn được sale đồng giá là 180k trên một sản phẩm. Các bác mua hai sản phẩm thì giá sẽ là 300k. Nhìn chung là sale rất là sâu để cho quý chị chúng ta lựa chọn rồi, còn được free ship trên toàn quốc nữa. Đây là quý chị chúng ta nhanh tay chúng ta đặt hàng trong các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ có mã là A724 này. Bác nào yêu thích tông màu ghi cũng như là cái họa tiết kẻ ô vuông thì có thể lựa ngay sản phẩm này. Mặt đằng sau sẽ là thiết kế trơn. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo tông màu ghi luôn. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu ghi đậm, cổ đen này. Mã là A725, chiều dài là 71, ngang là 56 và vai là 50. Sản phẩm của mình có size L cho quý chị thường mặc size L hoặc là các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg thì mình có thể lựa cho em này. Sản phẩm của mình thì là thiết kế trơn thôi. Bên trên ngực áo thì sẽ là một cái túi vuông nhỏ. Độ mới của sản phẩm này cũng rất là cao. Mã A725. Và tiếp theo thì sẽ là một con áo polo cũng với tông màu ghi. Em này thì cũng là một sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản với mã sản phẩm là A726, chiều dài là 74 và sau là 76, ngang là 54 và vai là 53. Sản phẩm của mình sẽ là size L. Để các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Quý chị yêu thích những cái phong cách nó đơn giản, tối giản thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này. Tông màu không quá đậm như là tông màu đen mà cũng không quá sáng. Đây là một trong những cái tông màu được các bác chúng ta lựa chọn rất là nhiều. Cái tông màu ghi này cũng rất là dễ mặc, dễ dùng. Đó mã A726 này. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo polo với tông màu đen. Em này thì sẽ có mã là A727, chiều dài là 73, chiều dài là 72 và sau là 73, ngang là 48 và vai là 43. Size áo của mình thì cũng là size L luôn. Ở bác nào mặc size L thì các bác cũng lựa được rất là nhiều các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một cái thiết kế suông trơn đơn giản, cũng không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Mã A727. Mọi thông số thì quý chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm của thương hiệu Nike, là một con áo polo với thiết kế tông màu đen. Mã sản phẩm là A728, chiều dài là 72 và ngang sẽ là 52. Em này size L, tuy nhiên cái sản phẩm của mình có vẻ là nó sẽ hơi lỗi một chút này.
nó sẽ hơi bị sờn một chút đó. Nếu như mà các bác bỏ qua được một vài cái lỗi nho nhỏ này của sản phẩm thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xi MA A728. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo với tông màu bi. Em này là cũng cái kiểu màu muối tiêu luôn. Đây lại cần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn màu sắc cũng như là cận chất của sản phẩm. Mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn này. Mã sản phẩm là A729, chiều dài là 71, ngang là 54 và vai sẽ là 50. Sản phẩm của mình cũng có size là size L cho quý chị từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Đây là một thiết kế của thương hiệu Jiben. Đây là thương hiệu thời trang của Hàn Quốc. Mã sản phẩm là A729, độ mới của sản phẩm rất là cao. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu xanh dương. Em này sẽ có mã là A730, chiều dài sẽ là 71, ngang là 58 và vai là 49. Size L này, các bác từ 65 đến 70kg thì có thể lựa cho em này. Đặc biệt là bác nào vòng bụng hơi lớn một chút nữa, em này mặc rất là đẹp luôn. Vì là cái sản phẩm của mình nó là thiết kế form suông, rất là rộng rãi, thoải mái. Chất vải thì sẽ là chất liệu cốt tông, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và cũng là cái chất liệu rất là dày dặn để các bác chúng ta mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng này. Mã A730, tông màu này mặc cực kỳ là trẻ trung và nổi bật để các bác mặc trong mùa hè năm nay. Tiếp theo sẽ là một con áo polo. Cho bác nào yêu thích những sản phẩm có họa tiết một chút có thể là lựa em này, mặc lên rất là trẻ trung năng động. Mã A731, chiều dài là 75, ngang là 52 và vai cũng là 52cm. Size L này, để các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và cái họa tiết của sản phẩm thì rất là đẹp rồi. Đây các bác có thể là coi cận chất cũng như là kỹ hơn các cái họa tiết chi tiết của em này. Với sản phẩm này thì các bác có thể lựa mặc hàng ngày cũng như là mình mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Tông màu thì tươi sáng trẻ trung. Mã A731. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Bác nào yêu thích họa tiết kẻ ngang thì có thể là lựa cho em này. Với tông màu chủ đạo thì cũng là tông màu xanh than. Đây là một thiết kế của nhà Uniqlo. Và như đã giới thiệu thì Uniqlo là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Mã sản phẩm sẽ là A732, chiều dài là 70, ngang là 51 và vai là 44. Sản phẩm của mình có size L. Thế các bác nào chúng ta yêu thích tông màu xanh than và đặc biệt là những sản phẩm họa tiết kẻ ngang thì các bác có thể lựa cho em này. Một sản phẩm với độ mới rất là cao và cũng là một thiết kế rất là dễ mặc dễ dùng. Mã A732, một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế của thương hiệu Christian Orani. Em này thì sẽ là một sản phẩm tông màu trắng và là họa tiết kẻ ngang này. Mã A733, chiều dài là 67 và ngang là 54. Em này thì cũng là size L luôn. Đó, các bác nào yêu thích họa tiết kẻ ngang và muốn mặc những cái tông sáng màu hơn một chút thì có thể là lựa ngay em này. Độ mới thì rất là cao luôn. Toàn bộ các mặt hàng hôm nay đều là những sản phẩm có độ mới cao và chất liệu thì nhà sành Đồ Xi bao chất cho mình. Nên là các bác chúng ta cũng không cần phải quá lăn tăn khi mà chúng ta lựa chọn những sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Đặc biệt là về phần giá cả là cực kỳ được ưu đãi rồi. Em này sẽ có mã là A733. Bác nào yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xi. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng lại là một con áo họa tiết kẻ. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Valentino. Thương hiệu này thì chuyên làm những cái dòng sản phẩm mang phong cách của Ý này. Mã sản phẩm sẽ là A734, chiều dài là 63 và sau là 65, ngang là 53 và vai là 44. Sản phẩm của mình cũng là size L. Bác nào mà muốn mặc những cái tông màu này, những cái sản phẩm trẻ trung năng động thì có thể là lựa ngay sản phẩm này của nhà Valentino. Nhà sành Đồ Xi thì cũng cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết. Tông màu của em này thì nhìn chung cũng là những cái tông màu trung tính tối màu để các bác có thể dễ dàng chúng ta phối hợp được với những cái trang phục khác nhau. Mã sản phẩm là A734, độ mới rất là cao. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu tím nhạt. Em này là một thiết kế của nhà Adabat. Chúng ta có cái logo rất là xịn sò ở đây. Nó sẽ là thiết kế hình thêu. Mã sản phẩm là A735, chiều dài là 65, ngang là 54 và vai sẽ là 46. Em này cũng là size L luôn. Cái tông màu tím nhạt này nó là cái tông màu cực kỳ trẻ trung này. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì cũng nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xi. Em này độ mới rất là cao và đảm bảo với các bác là chúng ta nhận hàng về chúng ta cực kỳ ưng ý cái sản phẩm này luôn. Một thiết kế áo vừa trẻ trung năng động, vừa rất là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể lựa mặc đi chơi đi làm với mã sản phẩm là A735. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một con áo trơn với tông màu xanh rêu. Em này sẽ có mã là A736, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 56 và vai là 49. Sản phẩm của mình cũng là size L cho quý anh chị có cân nặng từ 65 đến 70kg thì có thể lựa cho em này. Đây là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Các bác có thể là coi qua một chút form dáng của sản phẩm. Em này thì cũng là một cái thiết kế form suông này, rộng rãi thoải mái. Có chất liệu nhà sành Đồ Xi bao chất cho mình. Chất liệu của em này là chất cốt tông cực kỳ
chỉnh dày dặn luôn. Các bác mặc rất là bền và cái sản phẩm của mình lên form dáng cũng rất là chuẩn chỉnh. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là A736 với thiết kế chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một sản phẩm có tông màu xanh đậm và họa tiết kẻ ngang. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Onovi. Đây cũng là thương hiệu của Mỹ. Mã sản phẩm là A737, chiều dài là 75, ngang là 52 và vai thì là 47, size L này. Đó, bác nào yêu thích những cái sản phẩm tông tối màu một chút thì có thể là lựa ngay cái tông màu xanh đậm này mà cũng rất là đẹp luôn, và đặc biệt là với họa tiết kẻ ngang, nó là cái họa tiết rất là trẻ trung cho mình. Chất liệu của này thì nó sẽ là chất vải cốt tông này, rất là mềm mịn thoáng mát và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Mã sản phẩm là A737, thông số quý chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo tông màu ghi đậm đến từ nhà Uniqlo. Em này thì là thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều là họa tiết ở bên trên. Đó, bác nào mà yêu thích cái phong cách tối giản thì có thể lựa những dòng sản phẩm của nhà Uniqlo, vì những sản phẩm của Uniqlo bao giờ họ cũng làm nó tối giản nhất có thể này, để cái tính năng ứng dụng của nó được cao hơn, và họ sẽ chú trọng hơn về cái mặt chất liệu sản phẩm. Nên là các bác chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà lựa chọn những sản phẩm đến từ nhà Uniqlo. Em này sẽ có mã là A738 này, độ mới rất là cao, và đặc biệt cái tông màu ghi này là cái tông màu mà được quý chị chúng ta lựa chọn sử dụng rất là nhiều, nên là các bác chúng ta cũng không cần lăn tăn khi mà lựa em này, rất là dễ mặc dễ sử dụng, mã A738. Và tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm áo polo dành cho quý chị nào yêu thích những thiết kế áo có họa tiết. Các bác có thể là lựa cho em này lại gần để cho quý chị có thể là coi kỹ hơn cận chất cũng như là các cái họa tiết chi tiết bên trên sản phẩm. Em này sẽ có mã là A739, chiều dài là 68 và sau là 71, ngang là 58 và vai là 44. Size áo của mình sẽ là size XL cho quý chị có cân nặng từ 70 đến 75 kg. Các bác có thể lựa cho em này với tông sáng khá là sáng mỏng thì em này sẽ là một cái sản phẩm rất là trẻ trung năng động để các bác lựa mặc đi chơi đi làm trong thời tiết mùa hè năm nay. Mã sản phẩm là A739 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo là một thiết kế áo polo họa tiết kẻ. Đây sẽ là những cái thiết kế áo với cái size khá là lớn này cho bác nào đang tìm kiếm những sản phẩm big size. Đây là một thiết kế của nhà Back Point và mã sản phẩm sẽ là A740, chiều dài là 74 và sau là 80, ngang là 60 và vai là 52. Em này thì sẽ là size 2XL. Quý chị có cân nặng từ 75 đến 80 kg, các bác bon cho em này thoải mái luôn, cực kỳ rộng rãi này, và chất liệu của sản phẩm thì cũng là chất liệu cốt tông. Em này độ mới rất là cao, mã A740. Và tiếp theo sẽ là một con áo với tông màu xanh dương. Em này cũng là một sản phẩm big size này. Mã sản phẩm sẽ là A741, chiều dài là 90 và sau là 93, ngang là 68 và vai sẽ là 53. Size của em này lên đến là 4XL dành cho các bác nào chúng ta có cân nặng lớn hơn 85 kg, là các bác có thể lựa cho em này. Đó, chất liệu thì rất là đẹp. Đây sẽ là một cái thiết kế với cái form dáng cực kỳ rộng rãi luôn, mã A741. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng lại là một sản phẩm áo họa tiết kẻ. Em này cũng là một sản phẩm của nhà Back Point luôn, mã A742, chiều dài là 74 và sau là 77, ngang là 59 và vai sẽ là 46. Sản phẩm của mình sẽ là size 2XL. Với sản phẩm này thì quý anh chị có cân nặng từ 75 đến 80 kg thì có thể lựa chọn này, họa tiết kẻ ngang, và cái sản phẩm của mình độ mới cũng rất là cao, mã A742, dành cho quý anh chị nào thường mặc áo size 2XL. Đó, chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo với tông màu ghi, và cái sản phẩm của mình sẽ có cái logo cũng như cái hình ảnh rất là đẹp ở trước ngực áo, nó sẽ là thiết kế hình thêu. Và thông số của sản phẩm như sau, mã sản phẩm là A743, chiều dài là 77 và sau là 78, ngang là 66 và vai sẽ là 61. Em này có size là size 3XL, cho các bác lớn hơn 80 kg là các bác có thể lựa chọn. Chất liệu rất là dày dặn này, quý chị có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng cũng như là các cái họa tiết thiết kế của sản phẩm. Quý chị nào yêu thích cũng như vừa hợp với sản phẩm thì có thể liên hệ chốt đơn với Xanh Đồ Gì, mã A743. Và chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một con áo tông màu ghi. Em này thì sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Chất liệu của mình thì sẽ là 100% chất liệu cốt tông. Mã sản phẩm là A744, chiều dài là 82 và sau là 84, ngang là 63 và vai sẽ là 54. Em này size 3XL. Có bác nào yêu thích sản phẩm này thì cũng nhanh tay là chốt đơn với Xanh Đồng Xin. Còn về chất liệu, màu sắc cũng như form dáng thì quý chị chúng ta yên tâm, đều là những cái thiết kế rất là dễ mặc dễ dùng luôn. Mã sản phẩm này sẽ là A744 và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Nhà xanh Lucy sẽ được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà xanh Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà xanh Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.